Xin chào tất cả mọi người, tối nay nè. Rồi, ai đang coi livestream thì vô xem Thương livestream nha. Anh Hưng trẻ quá chị. Rồi, cảm ơn em nha. Em đã ăn cơm tối chưa? Rồi, hôm nay nói về rất nhiều chủ đề các sản phẩm của BBT nha mọi người nha. Đấy, và trên tay của Thu Hương hôm nay chia sẻ bật mí với mọi người về cách lựa chọn là Lipo Steam Free hay là Lipo RX. Anh Ba Kia, hello, xin chào anh nha. Rồi chào Phạm Phương Nam nè, 34 người đang theo dõi livestream. Chờ mọi người vào đông đông một chút rồi em livestream luôn một thể nhá. Hà Bảo chào em, dạ em chào chị ạ. Rồi, nay nhìn chị nóng nực quá vậy, ồ về hay sao? Tony nè, chào chị nè, Hoàng Nga đi chào em nha. 36 người đang coi livestream. Đấy. Hôm nay thì em xin chia sẻ tiếp cái tip sử dụng hai cái sản phẩm đốt mỡ siêu hot của nhà em. Đó là Lipo Steam Free và cái sản phẩm nữa màu đen, nó mới được thay đổi label mọi người ạ. Đó là Lipo RX. Đấy, để em lấy cho mọi người xem nha. Đây, có rất nhiều những sản phẩm đốt mỡ trên thị trường, cũng như là THOL cũng đang hiện hữu rất là nhiều những cái sản phẩm đốt mỡ. Nhưng mà rất nhiều nhà mình á là không biết cách sử dụng loại nào cho nó phù hợp nhất. Thì hôm nay Thu Hương xuất hiện để chia sẻ cho tất cả mọi người những cái tip để sử dụng những cái lipo đốt mỡ của nhà Hương. Rồi Thương Yumi này, chào chị này, chào em này, hồ nhỏ này, em chào chị này. Rồi 49 người đang xem livestream. Mọi người vô đông đông để Thương chia sẻ luôn một lần nhá. Chia sẻ luôn một lần về cái cách sử dụng và lựa chọn những cái sản phẩm đốt mỡ nào của bên Hương là tuyệt vời và trời nhất mọi người nha. Đấy, trên tay của Thu Hương này đang cầm hai cái sản phẩm hot nhất, đốt mỡ hot nhất của THOL hiện tại. Đó chính là Lipo Steam Free. Đây mọi người thấy không? Thấy quen không? Đấy, cái hộp này thì cực kỳ bá đạo. Đó, thì một lát Thu Hương sẽ chia sẻ cho mọi người nó bá đạo ở cái điểm nào. Còn cái thằng này thì cực kỳ là super hot, super đỉnh. Đấy, đốt mỡ cực nhanh. Thì một lát cũng sẽ chia sẻ cho mọi người làm sao, đối tượng nào thì sẽ sử dụng sản phẩm này và đối tượng nào sử dụng sản phẩm này, khi nào thì mình dùng em đen này và khi nào thì mình dùng em trắng này. Thì mọi người đã thấy rằng rồi là cái sản phẩm Lipo 6RX này trước đây là nó có cái label màu đen đỏ đúng không ạ? Đấy là cái label cũ, còn bây giờ nó được thay áo rồi, nó đã được đổi cái thiết kế là thành màu trắng đen như thế này. Bây giờ trên tay của Hương là đang cầm hai cái sản phẩm Lipo 6 của Thành Online. Đấy thì bây giờ mình nói sản phẩm nào trước hả nha? Mình nói sản phẩm nào trước ạ? À, Dũng Tăng chị có thấy em không? Thấy chứ? À, fan cứng mà không thấy thì chết rồi. Nào bây giờ chia sẻ cái tip sử dụng của sản phẩm nào trước ạ? Lipo của màu trắng hay là Lipo 6 của nam hả chị? Đúng rồi, cái này là nam nha. Cái hộp này thì nam này. Đó, hộp này nữ này. Đấy thì bây giờ chia sẻ sản phẩm nào trước đây? Chia sẻ sản phẩm nào trước cho anh chị em ạ? Rồi Hà Tiến Danh. Đấy, chào cả nhà này. Đây nha. Hồng Quyên màu đen đi chị rồi. Hồng Quyên là nam hay nữ nhỉ? Hồng Quyên là nam hay nữ đây? À, mọi người thấy chưa? Hai cái sản phẩm đang cầm trên tay là sản phẩm đốt mỡ của bên Hương nha. Siêu hot đốt mỡ nha. Đấy, thì bây giờ chia sẻ cái hộp màu đen. Theo nhu cầu mọi người là sẽ chia sẻ cái hộp màu đen này trước. Rồi, à đây. Mọi người nhìn cho em nha, cái hộp màu đen này. Rồi, là bộ xích lấy, mọi người thấy chưa? Có hàng thanh lý không chị Hương ơi? Hôm nay thì không có ra hàng thanh lý, mà hôm nay thì Hương sẽ nói về cái sản phẩm Lipo 6 RX này. Hồng Quyên, rồi đây Hồng Quyên nhìn nha. Cái sản phẩm Lipo 6 RX này là được sản xuất bởi thương hiệu là Nutrec. Đấy, một nhà sản xuất chuyên về đốt mỡ và liều cao, đã có nhiều năm ở trong ngành công nghiệp Mỹ rồi. Đấy, và cái sản phẩm này mọi người nha, cái sản phẩm em này cực kỳ siêu hot ở chỗ nào? Nó giống như là một cái sản phẩm mà kết hợp giữa hai cái tác dụng, đó là vừa hỗ trợ tập luyện này, đấy, tập sung, tập bền, tập khỏe, tập mạnh, chống dị hóa. Đấy, và tổng hợp và làm cho mình tỉnh táo này, rồi nói chung là làm cho mình là có cái khả năng là tăng trưởng chống dị hóa cơ bắp. Thì trong này á mọi người nha, là khi mà mình uống một viên cho em trước khi tập thì mọi người sẽ tập rất là sung mọi người nha, sung, khỏe, mạnh, bền, tràn đầy năng lượng, tỉnh táo và tập trung. Đấy, đấy đầu tiên là cái tác dụng về hỗ trợ tập luyện nha. Được chưa ạ? Tác dụng hỗ trợ tập luyện. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai là một vấn đề không thể bà tới, đó chính là cái khả năng siêu đốt mỡ của nó. Đốt mỡ cực kỳ nhanh bởi những cái thành phần caffeine. Đấy, cho nên là anh chị em nào khi mà mỡ lâu năm, mỡ xấu, mỡ đen, mỡ nâu, nói chung là mỡ lâu ngày không hết đúng không ạ? Mập thừa cân béo phì cho em, đấy, hoặc là cắt nét này, siết này, giảm mỡ này, thì muốn nhanh đúng không ạ? Muốn nhanh đẹp thì sử dụng cho em cái sản phẩm là Lipo 6 RX như thế này mọi người nha. Cái hộp màu đen trắng như thế này. Đấy, hộp Lipo 6 RX màu đen trắng, và sử dụng cho em ngay trong tháng đầu tiên là mình đã cảm thấy rằng là nó đốt mỡ rồi. Đấy, ngay trong tháng đầu tiên là đã cảm thấy nó rất đốt mỡ rất là nhanh, mình đã cảm nhận được cái sự đốt mỡ của nó rồi. Đấy, một sản phẩm mà nó kết hợp của
hai tác dụng, vừa hỗ trợ tập luyện này, tràn đầy sức mạnh này, rồi bền này, khỏe này, tập trung này, tỉnh táo này. Đấy, và lúc nào mình cũng, khi mà mình uống vào, lúc nào mình cũng cảm thấy rằng là tức là mình lúc nào cũng tràn đầy cảm hứng tập luyện, tràn đầy động lực. Đấy, giá bao nhiêu vậy chị nha, Phạm Nghi thân mến? Cái hộp này của chị là 900 ngàn. Và khi khách mua sản phẩm này thì bên chị có rất nhiều quà tặng kèm theo. Ví dụ như là quà tặng cái sản phẩm là Olip RTD hoặc là bánh protein. Đấy, hoặc là bình shaker, tùy em chọn một trong ba những cái phần quà đấy khi mà mua cái sản phẩm này ở thể hình online. Đấy mọi người nha. Thì cái tác dụng của sản phẩm này Thương xin được nhắc lại này, Ly mua bao nhiêu một sản phẩm? Sản phẩm này hiện có giá bán lẻ trên thị trường là 900 ngàn. Và khi mua sản phẩm này tại THL sẽ được free ship toàn quốc mọi người nha. Free ship toàn quốc. Đấy. Và cái thứ hai đó là mình sẽ được tặng thêm những phần quà nho nhỏ rất là xinh xắn, như là Olip RTD này, hay là Olip Sample này, hoặc là bình lắc này, hoặc là bánh protein. Đấy, một trong ba cái đó. Thì em chưa được nhắc lại cái tác dụng của sản phẩm này nha mọi người nha. Đấy, vâng, em chào anh Châu Đăng Khoa thân yêu nha, hôm nay có đi tập không? Đấy, nữ uống được không? Nữ thì ngay trong cái tháng đầu tiên, đấy, tháng đầu tiên và tháng thứ hai là uống được. Đấy, sau khi mà mình fit mỡ rồi thì mình sẽ duy trì vóc dáng bằng cái hộp này. Đấy, thì để từ từ mình sẽ tư vấn cho mọi người từng cái sản phẩm của bên mình. Đấy mọi người nha. Thì cái hộp Lipo RX màu đen này của nhà em có tác dụng là siêu đốt mỡ rất là nhanh. Và những anh chị nào mỡ lâu năm này, mỡ cứng này, mỡ xấu, mỡ nói chung là mỡ lâu ngày không hết, thì sử dụng cho em cái hộp này nếu mà muốn đốt mỡ thật là nhanh và hỗ trợ tập luyện thật là tốt. Được chưa ạ? Đấy. Và một ngày tuần đầu tiên thì uống cho em một viên vào buổi sáng sớm mới ngủ dậy, được chưa? Mới mở mắt ra, đánh răng rửa mặt xong là uống cho em ngay một viên Liposix RX này cho em. Đấy. Rồi sau đó thì mình uống nước vào và 30 phút sau mình uống nước nhiều, 30 phút sau mình ăn sáng bình thường. Còn những anh chị em nào mà hay bị những cái bệnh liên quan đến bao tử chẳng hạn, thì mọi người có thể ăn sáng xong, tức là dễ bị sót bao tử này, hoặc là bao tử nói chung là dễ bị có vấn đề. Đấy, thì mọi người để tránh là khi, tại vì trong cái sản phẩm này nó có nhiều cà phê cho mọi người nha, nên là ăn sáng trước rồi uống cho em một viên. Thì trong tuần đầu tiên, 7 ngày đầu tiên thì mình cứ uống cho em là một viên duy nhất vào buổi sáng. Sau khi mình thích nghi rồi, sang tuần thứ hai thì mình sẽ thêm một viên cho em vào buổi chiều. Và nhớ rằng cái viên mình uống á, mà uống trước lúc mình đi tập á, thì nó cực kỳ là khỏe, tập rất là bền, rất là sung. Lúc nào mình cũng có động lực tập luyện, tràn đầy năng lượng đó mọi người. Thì những người nào muốn vừa kết hợp tập luyện này, được chưa? Muốn vừa hỗ trợ tập luyện này, đó, muốn vừa đốt mỡ thật là nhanh này, đấy, trong cái thời gian đầu, đấy, giảm mỡ thật là nhanh, thì sử dụng cái sản phẩm Liposix RX này cho em cả nhà nha. Liposix RX, vậy nó đốt mỡ bằng cơ chế nào? Thì em xin được phân tích cho mọi người là nó đốt mỡ bằng thành phần chủ yếu là caffeine. Mà caffeine thì có tác dụng là làm oxy hóa mỡ và làm thu nhỏ những cái mô mỡ lại. Đấy, thì cái thành phần chính là caffeine. Đấy, có rất nhiều anh chị em nói rằng là bây giờ mình dùng đốt mỡ nhiều quá thì nhỡ đâu nó bị dị hóa cơ thì làm sao? Thì trong này nó đã có bổ sung những cái thành phần, ví dụ như là L-tyrosine, acid amin đấy, giúp phát triển những cái tức là nó giúp tổng hợp và phát triển cơ. Đấy, cho nên là mọi người khi mà sử dụng sản phẩm này thì mọi người sẽ không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy mệt mỏi, mà ngược lại là mình sẽ luôn tràn đầy năng lượng và tỉnh táo và tập trung. Bao nhiêu viên ạ? Trong một hộp này thì em xin được mách với mọi người là 60 viên. Đấy, như vậy những anh chị em nào dùng 2 viên một ngày thì mình sẽ dùng được 1 tháng. Còn bình thường thì có thể là mình sẽ sử dụng 1 viên một ngày thôi cũng được nha. Đấy, Olip em thấy ok nè chị. Đấy, cảm ơn Dũng nha. Đấy, đúng là fan cứng có khác. Olip luôn luôn là ok. Khi mà mua một sản phẩm này của bên Hương thì sẽ được tặng thêm một hộp Olip RTD hoặc là bánh protein hoặc là shaker mọi người nha. Đấy, free ship toàn quốc. Được chưa ạ? Thì đây là cái tác dụng của sản phẩm Liposix RX. Mọi người theo dõi cho em này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Mọi người nhìn thấy cái sản phẩm Liposix RX này chưa? Đốt mỡ rất là nhanh mọi người ạ. Đốt mỡ rất là nhanh. Và trong cái sản phẩm này là nó sẽ có một hộp như thế này, nó sẽ có 60 viên. Khi mà mọi ai mà để ý thì khi mà mình mở cái viên nó ra thì bên trong mình sẽ thấy có cái chất lỏng. Mà những cái viên đốt mỡ mà bao giờ mà nó ở dạng chất lỏng thì khi nó đi vào bao tử của mình nó cũng sẽ dễ hấp thụ hơn và nhanh hơn so với những cái loại đốt mỡ ở cái dạng viên cứng như mọi người nha. Đấy, những cái loại đốt mỡ mà ở dạng bột pha nước hòa tan uống vào cơ thể, hoặc là những cái loại viên nang mà bên trong nó có chất lỏng. Đấy, có chất lỏng. Đấy, thì nó sẽ dễ hấp thụ hơn.
giảm mỡ có giảm cân không? Đấy, đối với những người nào mà tập chủ yếu để cho giảm cân thì sử dụng cái sản phẩm này để giảm mỡ và giảm cân. Còn có những người tăng cơ giảm mỡ thì sẽ giảm mỡ xuống và cơ tăng lên, cho nên có thể là giảm cân một chút nha. Đấy là tại vì sao? Tại vì cơ của họ tăng lên. Đấy, cái mục đích của họ là tăng cơ và giảm mỡ thì có thể là cân sẽ giảm một chút hoặc cân sẽ giữ nguyên. Thì đối với những ai mà không cần tăng cơ mà họ chỉ cần giảm mỡ giảm cân thì sử dụng sản phẩm này nó sẽ giảm mỡ và giảm cân tùy vào cái mục đích và cái chế độ tập luyện của mỗi người. Đặng Hoài Anh, Liposix RX hộp đen và hộp trắng khác gì không ạ? Thì Hương đang phân tích cho mọi người cái sản phẩm này. Đấy, thì sản phẩm này sẽ đốt mỡ bằng cơ chế chính, đó là caffeine. Caffeine là gì? Nó là một cái thành phần có tác dụng là oxy hóa mỡ và thu nhỏ những cái mô mỡ trong cơ thể mình. Đấy, cho nên là mỡ lâu năm, mỡ cứng đầu, mỡ lâu ngày không hết. Đấy, thì uống cho em cái sản phẩm này, được chưa ạ? Trong thời gian đầu. Và khi mình giảm được mỡ rồi thì lúc đó mình sẽ fit cơ thể lại, mình sẽ duy trì vóc dáng lại bằng cái sản phẩm đó là Lipostim Free. Thì cái thằng Lipostim Free này nó cực kỳ bá đạo mọi người ạ. Bây giờ em sẽ phân tích cho mọi người tại sao mà thằng Lipostim Free này nó bá đạo nhá. Đấy, thế còn ai còn thắc mắc hỏi gì về sản phẩm Liposix RX của nhà em không? Hộp này là 900 ngàn nha mọi người nha. Được sản xuất ở Mỹ và được nhập khẩu độc quyền bởi BBT, nhà phân phối top 1, nhà phân phối đứng đầu, nhà phân phối lớn nhất châu Á của hãng Nutrex. Đấy, hãng Nutrex là một hãng mà đã lâu năm trong ngành công nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm đốt mỡ và liều cao. Đấy, tất cả ví dụ như là nếu mà nói đốt mỡ thì nói đến hãng Nutrex mọi người nha. Rất nhiều các anh chị em và rất nhiều khách hàng của bên Hương đã sử dụng cái sản phẩm này rồi. Đấy, thì thường xin nhắc lại mọi người cách sử dụng sản phẩm này là tuần đầu tiên thì để làm quen với hàm lượng caffeine trong sản phẩm này thì buổi sáng uống cho em một viên, đúng không ạ? Mới ngủ dậy, đó, ăn sáng mới ngủ dậy xong uống cho em một viên. Rồi, khi mà mình thích nghi được, mình cảm thấy ok thì sang tuần thứ hai uống cho em viên thứ hai vào buổi chiều. Còn nếu uống viên thứ hai buổi chiều cảm thấy khó thích nghi, cảm thấy bất thường thì trở về uống một viên duy nhất cho em để tránh overload, để tránh gọi là bị quá liều nha mọi người nha. Dùng từ 1 cho đến 2 viên tùy theo khả năng hấp thụ caffeine, dung nạp caffeine của mỗi người. Rồi, Dương Anh Tuấn, Nutrex chùm fat burner, đúng rồi đấy, đúng là fan cứng cũng khác, fan cứng là theo dõi là cái gì cũng biết. Thì mọi người còn thắc mắc gì về sản phẩm Liposix RX không? Xin được nhắc lại, Liposix RX sẽ có giá là 900 ngàn mọi người nha, 900 ngàn và free ship toàn quốc. Và khi mua sản phẩm này thì sẽ được tặng những phần quà nho nhỏ của bên em, rất là xinh xắn, rất là dễ thương và dùng rất là thích. Ví dụ như là bánh protein của RST này, hoặc là bình lắc này, hoặc là Outlip RTD và free ship toàn quốc tận giường cho tất cả các anh chị em khi mà đặt hàng cái sản phẩm này. Và nhớ rằng những anh chị em nào mà đã mua cái sản phẩm này để đốt mỡ lâu năm lâu ngày rồi, khi mà đã hết mỡ rồi, khi đã giảm mỡ cực tốt rồi thì sẽ fit body lại, chống phát sinh những cái mô mỡ mới, đúng không ạ? Chống phát sinh những cái mô mỡ mới dùng trường kỳ cho em bằng cái sản phẩm Liposteam Free này. Rồi, Liposteam Free, bây giờ mình sẽ nói sang cái sản phẩm Liposteam Free nha mọi người nha. Này, mọi người nhìn thấy chưa? Đó, Liposteam Free là cái hộp màu trắng như thế này. Và nó có cái điểm giống với cái sản phẩm Lipo RX là nó đều có cái chữ là Liposix, đúng không ạ? Nhưng mà cái thằng này, cái thằng hộp màu trắng thì nó có chữ Steam Free. Tại sao nó Steam Free ạ? Tại vì là nó không chất kích thích, 100% thành phần là natural mọi người nhá. 100% là thành phần tự nhiên. Đấy, và cái thằng này cơ chế đốt mỡ của nó là gì? Nó không chứa bất kỳ một cái chất kích thích nào cả. Cho nên là khi mà đi vào cơ thể thì nó không có những cái tác dụng phụ hay là không có những cái gì mà gọi là bất thường mà mọi người phải lo lắng cả. Đấy, mà nó hoàn toàn là những thành phần tự nhiên. Ở đây nó làm sẽ đốt mỡ chính bằng cái thành phần là L-carnitin mọi người ạ. L-carnitin nó là cái gì? Nó không phải là một cái chất gì ghê gớm hoặc là quá lạ lẫm cả. L-carnitin là một chất cực kỳ cái quen thuộc, một cái chất mà gọi là một cái axit, nó là một cái loại hợp chất axit amin mà cơ thể mình có khả năng tự tổng hợp ra được mọi người nhá, tự tổng hợp ra được, nhưng mà tổng hợp rất là ít, để tức là cái khả năng tổng hợp cơ thể mình nó rất là ít, nên là nó không thể đáp ứng và không thể phục vụ được nhiều cho cái mục đích mà đốt mỡ. Vì vậy là mình phải bổ sung thêm từ thực phẩm bổ sung bên ngoài. Đấy, thì khi mà mình bóc cái hộp này ra, mình đập hộp này ra thì trong hộp này là nó sẽ có là 120 viên. Và một ngày thì mình sẽ dùng 4 lớp mỡ mà bên trong nó bằng chất lỏng như vậy. Thì Thu đã nói rồi là nó sẽ hấp thụ, khi mà đi vào bao tử nó sẽ hấp thụ rất là nhanh. Tại vì nó là dạng chất lỏng, nó hấp thụ rất là nhanh vào cơ thể. Đấy, uống bao nhiêu hộp mới bằng anh Duy? Đấy, thì nếu mà cái sản phẩm như thế này, mọi người nhớ không? Uống sản phẩm này, Thu nhắc lại là nó bá đạo ở chỗ là nam, nữ, người già, người trẻ đều có thể sử dụng cái sản phẩm này.
người già, người trẻ nha, người già mà 60 tuổi đều có thể sử dụng sản phẩm này. Và đối tượng nó là gì? Bị dị ứng caffeine. Những đối tượng là bị dị ứng caffeine, không uống được nhiều cà phê hoặc không uống được caffeine thì sẽ sử dụng sản phẩm này cho em. Hoặc đối tượng nữa là gì? Là những đối tượng bị tim mạch này, huyết áp này, cũng không sử dụng được những cái sản phẩm có chứa nhiều caffeine. Đấy, thì sẽ sử dụng cái sản phẩm này 100% natural cho em. Và đối tượng nữa là đối tượng phụ nữ, hoặc những đối tượng phụ nữ mà da mặt rất là nhạy cảm, rất là dễ nổi mụn, rất là dễ mẩn thì sử dụng những cái dòng natural steam free, không chứa chất kích thích và thành phần tự nhiên như thế này cho em. Và khi mà mình Hương Thương cũng đã sử dụng cái sản phẩm này rồi, và khi mà dùng cái sản phẩm này thì Thương cảm thấy là nó rất bình thường, không có một cái cảm giác gì mà khiến cho mình cảm thấy phải lo lắng cả. Rất là bình thường, rất là thoải mái, giống như là không uống vậy đó. Nhưng mà khi mình sử dụng vào rồi thì chỉ cần trong một tuần đầu tiên kết hợp với một chế độ ăn kiêng thôi là mình đã cảm thấy là nó rất là, mình đã cảm thấy là mỡ bụng mình nó giảm xuống rồi. Cho nên cái hộp này là dùng trường kỳ mọi người nha, 100% là thành phần tự nhiên. Sau khi mà đốt mỡ cứng, mỡ lâu ngày, mỡ lâu năm cho em thì đốt nhanh và đốt sạch cho em bằng cái sản phẩm màu đen này. Sau khi mà đốt xong thì fit body lại, ngăn ngừa những cái mô mỡ mới và làm cho mình nét hơn, tức là mình duy trì cái vóc dáng đẹp, mình duy trì nét thì mình sẽ sử dụng cái hộp Lipo Steam Free này. Đấy, chị nói qua về Outlip cho các bạn biết rồi, một lát thì Thương sẽ nói thêm về Outlip cho mọi người biết. Đấy, thì đây cái sản phẩm Lipo Steam Free này thì hiện nó đang có giá là 800.000 mọi người nha. Giá của nó là 800.000 và 120 viên sáng mới ngủ dậy mở mắt ra uống cho em 2 viên. Uống cho em 2 viên, sau đó 30 phút sau là ăn sáng bình thường. Và buổi chiều thì uống cho em 2 viên. Và một cái bá đạo thứ hai của sản phẩm này đó là gì? Sau khi mà mình uống xong mà mình đi tập thì cực kỳ là hưng phấn, mình tràn đầy năng lượng. Tại vì sao? Tại vì L-carnitine nó là một hợp chất mà nó sẽ mang mỡ của mình đi đốt. Và khi mình tạo môi trường cho nó làm việc như là tập luyện này, nói chung là hoạt động thể chất, thì nó sẽ có cái cơ hội, nó sẽ có cái môi trường để đốt mỡ càng nhiều và càng hiệu quả hơn. Cho nên những chị em nào ví dụ như là sử dụng Lipo Steam Free nhưng mà không tập gym thì cũng sẽ có thể là gì? Khi mà mình tràn đầy năng lượng, mình tỉnh táo, mình tập trung, tự nhiên mình cảm thấy mình linh hoạt hơn và mình muốn hoạt động nhiều hơn. Đấy, mình năng động hơn thì có thể làm việc nhà, nội trợ, hoặc là đi bộ này, hoặc là chạy bộ ở nhà, hoặc chạy bộ trong công viên, thì sản phẩm này cũng sẽ giúp cho đốt mỡ, chứ không phải chỉ cần những người phải là tập gym thì mới có thể đốt mỡ được, mới có thể sử dụng được mọi người nha. Đấy, thì nhớ cho em rằng sản phẩm này hoàn toàn là natural, hoàn toàn là natural, rất là lành tính. Đấy, cho nên phụ nữ, người già, người trẻ và những người bị bệnh tim mạch, huyết áp, những người bị dị ứng caffeine, những người mà da và sử dụng caffeine vào thì dễ bị nổi mụn thì sử dụng cho em những cái dòng đốt mỡ như Lipo Steam Free này. Đấy, và mình uống vào thì nó cực kỳ tỉnh táo và tập trung mọi người ạ. Một hộp như này thì sẽ có là 120 viên. Và hiện tại là cái hộp mà Thương đang cầm trên tay thì sẽ có hạn sử dụng là 2020. Một số hộp khác thì sẽ có cái mã lot khác thì sẽ có hạn sử dụng là 2021. Đấy, thì mọi người đã hiểu chưa? Là sau khi mà sử dụng cái sản phẩm Lipo RX này của nhà em xong, được chưa? Này, đốt mỡ lâu năm, đốt nhanh, đốt siêu cấp tốc, được chưa? Thì sau đó chuyển sang fit dáng cho em bằng cái sản phẩm Lipo Steam Free. Còn những anh chị nào không thể sử dụng cái hộp màu đen kia thì dùng luôn cho em cái sản phẩm Lipo Steam Free này cũng ok mọi người nha. Thì mọi người đặt hàng về cho Thu Hương là số điện thoại là 19002050 hoặc là 0934111640. Đó nha, 1m54, cân nặng 46 thì sao dùng gì tăng cân và mỡ bụng nhiều? 1m54 mà nặng 46, bạn là nam hay nữ nhỉ? Rồi Bá Hòa 1m65 nặng 77 thì em muốn tăng cơ giảm mỡ nhanh nhất thì dùng gì? M65 nặng 77 tăng cơ nhanh nhất dùng cho Thương sản phẩm là Mat Effect nha. Sau lưng Thương Mat Effect sẽ tăng cân nhanh và tăng cơ nạc lên. Đấy mọi người nha, nhớ nha, 19002050, 0934111640 đặt hàng cho Thương. Đấy, béo phì này, béo phì nhiều mỡ này, siết này. Đấy, siết thì sử dụng cho Thương sản phẩm Lipo Six RX, duy trì vóc dáng giảm mỡ này, được chưa? Thành phần tự nhiên này, fit vóc dáng, duy trì vóc dáng đẹp. Đấy, thì sử dụng cho Thương sản phẩm Lipo Steam Free. Và hai sản phẩm này chỉ chênh nhau 100 ngàn thôi. Cái này 800 và cái này là 900. Free ship toàn quốc và có quà. Đấy, liên hệ về page nha. Liên hệ về page cho Thương, inbox page để admin tư vấn cho mọi người cách đặt hàng và cách để có chọn quà nha. Rồi, em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái livestream của em về cái phân biệt cách sử dụng nha, cách sử dụng và đối tượng sử dụng của hai sản phẩm này. Đấy, thì mọi người đặt hàng thì liên hệ về page nha. Xin được nhắc lại số điện thoại là 19002050 hoặc là 0934111640. Rồi, bye bye cả nhà yêu nha.
trong màu sắc dung dịch, từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng rồi lại đến hơn ghen, hai thái cực tình yêu và hóa hợp. Màu phải khi hoàng bên lá ngọc, sắc khác bồn ngào nghe ánh kiếm cương. Em ơi em trong lá đỏ khoe sương, màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên, vẫn chờ cùng dòng điên phấn cay nghiền, mãi vững bền với liên kết thời gian. Trái tim anh sắt đá cũng hòa tan, tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim. Chốt phong xa đời anh chỉ có em mà thôi, mà đồng vì em quá nhiều bí mật. Thương nhau cũ có đi rồi lại mất, anh thẫn thờ trong khoảnh khắc cô đơn.